vỗ béo Bộ Công an để ngân sách cho giáo dục và y tế teo tóp, chủ trương lớn của ai? Trong những năm gần đây, dưới thời của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, với sự lo ngại quá mức về khả năng diễn biến hòa bình của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn đến tình trạng ưu tiên quá lớn cho ngành công an. Nhưng ngược lại với sự quan tâm và mong muốn của Đảng, lực lượng thanh kiếm và lá chắn đã trở thành một loại kiêu binh thao túng đời sống chính trị và xã hội tại Việt Nam. Tình trạng một số đông cán bộ chiến sĩ trong ngành công an đã vi phạm pháp luật với những bê bối nghiêm trọng như trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em, tống tiền, chấn tiền của người dân. Và họ sẵn sàng kiếm tiền bằng mọi giá, bất chấp pháp luật, y như phường, đầu trộm, đuôi cướp. Trình Quốc hội việc bố trí 1.500 tỷ đồng để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, tinh nhuệ. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin về việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đưa ra đề nghị chính phủ cấp bổ sung ngân sách cho Bộ Công an 1.500 tỷ đồng để mà đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Bản tin báo Thanh Niên về nội dung trên cho biết, sáng ngày 16 tháng 1, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần thứ 5. Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án, đầu tư công. Theo đó, tổng số vốn dự kiến phân bổ là 63.725 tỷ đồng cho 5 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực quốc phòng được bố trí 1.500 tỷ đồng, lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bố trí 1.500 tỷ đồng cho Bộ Công an, và lĩnh vực khoa học công nghệ được bố trí có 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc phân bổ chi tiêu ngân sách năm 2024 cho các bộ ngành của Chính phủ, cũng như trong các địa phương, Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách nhiều nhất với hơn 207.000 tỷ đồng. Theo sau đó là Bộ Công an với ngân sách 113.000 tỷ đồng so với ngân sách 99.000 tỷ đồng của năm 2023. Nó đã tăng lên 14.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách dành cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng từ khoảng 6.200 tỷ đồng lên vẹn vẹn có 7.700 tỷ đồng. Ngược lại, ngành y tế bị cắt giảm khoảng 400 tỷ đồng, từ hơn 7.400 tỷ đồng vào năm 2023, nay chỉ còn có 7.000 tỷ đồng, tức là mất 400 tỷ đồng. Tương đương, Bộ Giao thông Vận tải năm 2023 được ngân sách phân bổ hơn 115.000 tỷ đồng, nhưng sang năm 2024 giảm mạnh chỉ còn có được rót 77.600 tỷ đồng. Như vậy, phân bổ ngân sách cho năm 2024, chỉ riêng số tiền mà Bộ Công an được chi thêm cũng đã gần bằng ngân sách nhà nước cho hai ngành y tế và giáo dục cộng lại. Dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính qua năm 2021, 2022 và 2023. Công luận đặt câu hỏi rằng số tiền ngân sách bổ sung thêm cho Bộ Công an tại sao chỉ ghi chung chung với con số 1.500 tỷ đồng với mục đích xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, tinh nhuệ. Vì sao không được kê chi tiết các khoản chi với yêu cầu và mục đích cụ thể? Nếu chỉ nêu chung chung như vậy sẽ không đảm bảo tính minh bạch, do đó không thể tránh được sự nghi ngờ của dư luận. Theo số liệu về chi ngân sách của Bộ Tài chính, trong 3 năm liên tiếp, từ năm 21 đến năm 23, chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai chỉ sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục và Bộ Y tế. Ví dụ cụ thể, vào năm 2022, Bộ Công an được phân bổ số tiền là 95,5 ngàn tỷ đồng, được tăng lên gần 100.000 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm 22, số tiền chi cho giáo dục chỉ vẹn vẹn có 6,5 ngàn tỷ đồng và 6,5 ngàn tỷ đồng cũng cho năm 2023. Điều đó cho thấy chi ngân sách cho ngành công an cao gấp khoảng 13 lần chi ngân sách cho giáo dục và ngân sách y tế cũng ở tình trạng tương tự. Theo giới chuyên gia, điều đó thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam, đó là sự ưu tiên quá mức với lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Điều này cũng khá phổ biến ở các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Cuba, Việt Nam. Chính quyền phụ thuộc vào công an và quân đội để mà đảm bảo sự độc tôn quyền lực của Đảng. Nhà nước buộc phải chi rất nhiều tiền cho bộ máy công an và quân đội, bởi sự tồn vong của chế độ hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh đàn áp của hai lực lượng này với nhân dân. Qua số liệu báo cáo chi tiết ngân sách và đãi ngộ với công an và quân đội cho thấy, mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đó là việc giữ vững an ninh chính trị để duy trì thế độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội
của họ. Còn các chính sách an sinh xã hội về giáo dục và y tế thì hầu như sự quan tâm không đáng kể. Điều đó rõ ràng cho thấy thu ngân sách của nhà nước chủ yếu là tiền thuế của dân, nhưng ngược lại, những đồng tiền đó không được sử dụng để mang lại lợi ích và ích lợi cho nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vỗ béo Bộ Công an để ngân sách cho giáo dục và y tế teo tóp, chủ trương lớn của ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Vương Đình Huệ bất ngờ làm chủ cuộc chơi cung đình, Tô Đại Tướng đã cảm thấy bơ vờ. Sự kiện ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện sau nhiều tuần vắng bóng đã tạo ra sự ngỡ ngàng từ nhiều phía với những phản ứng khác nhau. Những người ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là dư luận viên, đã phấn khích gieo hò mãn nguyện. Họ cho rằng tin đồn liên quan đến sức khỏe của ông Trọng là những thông tin dối trá, bịa đặt, không có căn cứ và đã bị phơi bày. Có những người thuộc về lề trái sau một thời gian ngắn phấn khích do tin đồn đã tỏ ra tiếc nuối và thất vọng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện tại phiên họp kỳ họp bất thường Quốc hội Việt Nam khóa 15. Theo nguyên tắc không có lửa làm sao có khói. Chắc chắn có những kẻ vô công rồi nghề nào dám liều mạng dựng lên câu chuyện về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà bêu ra. Giới quan sát cho rằng tất cả các bên đều nhầm to và ngộ nhận, nếu không muốn nói là nhận vờ. Vì thực chất những tin tức rò rỉ về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là điều có thật. Việc ông Trọng đã nằm tại Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 cũng là chuyện có thật. Chỉ khác một điều, những tin tức đã bị ai đó cố ý rò rỉ ra ngoài một cách có chủ ý và bóp méo sự thật. Các giới chức trong đảng cũng không rảnh để tạo ra sự kiện nhằm làm cho lề trái bẽ mặt như nhiều người tưởng. Thực chất việc này liên quan trực tiếp đến cuộc chiến cung đình ở thượng tầng của ban lãnh đạo Việt Nam. Theo đó, phe phái thân cận Tổng Bí thư là bên chủ động tuồn tin về sức khỏe của Tổng Bí thư ra ngoài để chứng minh cho mức độ khả tín. Họ kèm theo những thông tin, thậm chí hình ảnh để mà chứng minh. Cụ thể, hình ảnh được cho là của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Phan Văn Giang đến Bệnh viện 108 để thăm ông Trọng, còn được gửi cho báo Tiếng Dân, một báo lề trái có nhiều người truy cập đăng công khai. Sự xuất hiện đường đột của Tổng Trọng với thể trạng sức khỏe yếu hơn trước trong thời gian không quá 20 phút mà Đài Á Châu Tự Do EFA mô tả như sau. Phiên khai mạc kéo dài hơn 17 phút, sau đó chuyển sang phần thảo luận, đèn hội trường tối xuống, chương trình trực tiếp gián đoạn vài phút, sau đó khi trở lại không còn thấy ông Trọng trong hội trường nữa. Những điều kể trên theo giới phân tích đã cho thấy có những cá nhân và phe nhóm trong nội bộ đảng đã lợi dụng việc ông Trọng bị bệnh để mà tạo dư luận, gây sức ép buộc ông phải rời bỏ vị trí Tổng Bí thư. Trong bài bình luận với tiêu đề "Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng chết đi sống lại" của nhà báo Mai Hoa Kiếm đã bình luận về tính nghiêm trọng của sự việc này. Theo đó, ông miêu tả như sau: nếu ông Trọng không chủ động giả chết bắt quả thì xem ra thật đáng sợ. Khi người ta đem câu chuyện ông nhập viện cấp cứu để phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối, ai đó đã cả gan dám cá cược ngay trên chính sinh mệnh của hoàng đế đương triều. Phe nhóm của ông Trọng đã tung hỏa mù để mà giăng bẫy hay giăng lưới, hay là phe nhóm này muốn phế bỏ quyền lực của ông, đang ném đá dò đường đây? Điều đó cho thấy các phe nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã liều lĩnh dám sử dụng sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà làm công cụ cho cuộc chiến thượng tầng cung đình giữa các phe phái với nhau. Và khả năng cao là ông Trọng không biết được sự thật rằng các đàn em của ông đang sử dụng ông như một con tốt trên bàn cờ chính trị quyền lực. Hình ảnh được cho là ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và tướng Phan Văn Giang đến viện 108 thăm ông Nguyễn Phú Trọng. Theo giới quan sát, trong bối cảnh hiện nay có những đồn đoán cho rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh ủng hộ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Mai Hoa Kiếm nhận định, trong lịch sử đã có không ít cuộc đảo chính giả của phe cầm quyền bị đối phương tận dụng để biến thành đảo chính thật. Và những nhân vật giả chết bắt quạ cũng có lúc bị quạ mổ cho lòi con mắt ra. Bài học từ xưa vẫn có đó, mọi thứ vẫn đang còn chờ đợi ở phía trước.
ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thể hiện một thái độ vui vẻ bất thường khi chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội. Theo giới quan sát, điều đó càng cho thấy game show Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện là biện pháp đáp trả ông Tô Lâm, đồng thời thông báo với công luận rằng Tổng Trọng ủng hộ mạnh mẽ Vương Đình Huệ kế nhiệm vị trí Tổng Bí thư tại Đại hội 14 là điều bất di bất dịch, không hề thay đổi. Giới quan sát cho biết, không chỉ trong phiên khai mạc Quốc hội khóa 15, kỳ họp bất thường sáng ngày 15 tháng 1, người ta cũng không thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xuất hiện. Mà những ngày gần đây, dường như Bộ Công an cũng bất thường vắng bóng trên truyền thông ông Bộ trưởng này. Điều đó liên quan gì đến hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Phan Văn Giang cùng lính viện 108 để mà thăm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nằm trị bệnh, đã được chia sẻ rộng rãi. Có nghĩa là quân đội đã chọn phe Nghệ An và ông Tô Lâm sẽ bờ vờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Huệ Vương bất ngờ làm chủ cuộc chơi cung đình, Tô Đại tướng cảm thấy bờ vờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.